Toàn chức pháp sư, tác giả, Loạn, dịch truyện và edit video, Đạt Lê View, giọng đọc, Ban Mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tất cả mọi người đang chăm chú nhìn đài sen đá này, càng nhìn càng thấy nó toát lên vẻ đẹp thanh cao. Tiểu hầu thấy vậy tiến lên phía trước chỉ tay vào đóa sen đá này nói. Đây là hoa sen bất tử sao? Nói như vậy chỉ cần đập nó vỡ thành từng mảnh là có thể qua ải sao? Ngươi thử xem. Phương Cốc đáp lại. Trương Tiểu Hầu nở nụ cười danh mãnh, đưa tay cầm lấy đóa sen này. Hắn ném mạnh xuống đất, ra sức nào là dẫm, nào là đạp, dẫm dẫm, đạp đạp. Càng dẫm thì các cánh hoa càng vỡ vụn, tách ra. Thấy vậy Trương Tiểu Hầu càng phấn kích, khi xác định nó đã vỡ nát hoàn toàn. Trương Tiểu Hầu quay lại hướng Phương Cốc vui mừng nói. Ông thấy đó, cái gì mà bất tử cơ chứ, có phải là bất, cái gì? Trương Tiểu Hầu chưa nói hết câu. Thì bỗng nhiên trên không trung từng mảnh sen đá đang gắn lại với nhau. Từng mảnh vỡ nhỏ li ti, vung vãi khắp nơi thì đột nhiên ngưng kết, tập hợp lại nguyên vẹn, nhìn từng cánh hoa sen gắn lại với nhau như chưa từng có vết nứt, vết xước, lại đặt trên bệ đá như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hả? Trương Tiểu Hầu hoảng hốt. Sao có thể xảy ra chuyện này được, rõ là đã đánh thành mảnh vụn rồi mà, sao vẫn y nguyên thế? Được rồi, mọi người hãy lùi ra, phong bản thiên la. Tiểu Hầu hô lớn, lần này hắn tức thật rồi, không còn chút thương tiếc. Hắn phóng ra phong bản hướng tới đóa sen kia. Dưới sự tác động của gió lốc, những cánh sen vỡ vụn bay ra nhẹ nhàng như một chiếc cốc thủy tinh vỡ vậy. Khi gió lốc kết thúc, từng mảnh vỡ, từng cánh hoa sen lại hợp lại với nhau, tạo thành đóa hoa sen đá ở ngay phía trên bệ. Nguyên vẹn như cũ, vẫn không hề có chút tổn hại nào. Trước tình cảnh này Trương Tiểu Hầu đều há hốc mồm. Mọi người quay ra bàn bạc với nhau, còn gã hầu tử vẫn kiên trì dẫm đạp lên đóa sen đá đó. Phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta không thể lãng phí thời gian ở đây. Tô Tiểu Lạc lúc này trong lòng như lửa đốt nói. Không có tác dụng, nó có thể lành lại. Kể cả dính phải pháp thuật của pháp sư siêu giai thì nó vẫn trở lại như cũ, hoàn toàn không bị phá hủy. Phương Cốc giải thích. Rất vất vả mới đến được nơi này, chẳng lẽ chịu thua chấp nhận trước đóa sen đá nhỏ nhoi này sao? Trương Tiểu Hầu không cam lòng, lại là điên cuồng dẫm đạp lên đóa sen đá kia. Dạo này mọi người xem chuổi nhiều quá. Hãy dành 5 giây để like và đăng ký kênh Triệu Gia đi còn gì nữa. Trở lại bên trong kết giới. Trên gác chuông, ở trên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ có đặt một chiếc gương đồng. Tất cả mọi người đều vây quanh chăm chú nhìn vào hình ảnh trên chiếc gương đồng hiện ra. Cái gương đồng này từ đâu mà có? Hàn Tịch hỏi. Biết tin nhóm Mạc Phàm liều mình nhảy vào sát uyên, thì trưởng thôn Hoa Thôn đã nhanh chóng tặng cái gương đồng này cho chúng ta. Tạ Tăng trả lời Hàn Tịch. Chiếc gương đồng này không quá lớn. Vừa vặn có thể nhìn thấy Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Tô Tiểu Lạc, Phương Cốc, Liễu Như. Năm người đang vây quanh một đóa sen đá thảo luận vấn đề. Đó là loại thực vật gì, tại sao nó không thể bị phá hủy? Yêu Nam lo lắng hỏi. Đây là đóa sen đá bất tử ngàn năm. Có thể đây là lời nguyền mà pháp sư cấp cấm chú lập nên. Tạ Tăng giải thích. Cấm chú. Hệ pháp thuật nguyền rủa này trong nước còn chưa có ai lên được cấp cao giai. Vậy làm sao có thể hóa giải được pháp thuật nguyền rủa của cấp độ cấm chú chứ? Lăng Khê trưởng lão hoảng hốt nói. Trong mộ cung điện, đóa hoa sen đá vẫn cứ ở nơi đó không chút thương tổn. Nó trước sau tỏa ra hương thơm ngát, sống mãi bất diệt. Để ta thử xem đi. Ngươi cố gắng cũng vô dụng thôi. Mạc Phàm vỗ vai Trương Tiểu Hầu nói. Sức mạnh ngươi thật sự cao hơn Tiểu Hầu nhưng vẫn là chưa đủ. Vật này vẫn không thể bị phá hủy. Phương Cốc lắc lắc đầu, trên mặt biểu lộ sự ủ rũ nói với Mạc Phàm. Làm sao biết được khi ta chưa thử? Mạc Phàm vừa chạm tay vào cánh sen đá. Bỗng nhiên tiểu cá trạch có cảm ứng mạnh. Nó kéo Mạc Phàm lại gần hơn, y như lần đầu tiên vào địa thánh tuyền tu luyện. Hai mắt Mạc Phàm sáng lên, tiểu cá trạch này rất lợi hại, có lẽ nào? Mạc Phàm do dự một hồi, có thể tiểu cá trạch có thể hấp thụ được bông sen đá này cũng nên, không muốn cho những người khác nhìn thấy. Hắn cầm bông sen đá này rời đi nói vọng lại. Mọi người đợi ở đây. Liễu Như, Phương Cốc, Tô Tiểu Lạc, Trương Tiểu Hầu đều không rõ Mạc Phàm làm gì, không biết Mạc Phàm cầm bông sen đá kia đi đâu. Cả bốn người thất thần đứng đó nhìn, trong đầu hiện ra 10 vạn câu hỏi vì sao. Ở phía gác trông, Yêu Nam thấy vậy lên tiếng. Này các vị, nhóc Mạc Phàm đang làm gì đó? Hàn Tịch, Yêu Nam, Tả Phong, Độc Tiêu, Lăng Khê tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm đã di chuyển ra khỏi phạm vi mà gương đồng có thể thấy. Nhất thời trên mặt mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc. Nó định làm gì đây? Liệt Vương quay lại hỏi Yêu Nam.
Đồng thời tất cả các vị cao cấp ngồi ở đây đều quay lại hướng Yêu Nam như chờ đợi điều gì đó. Đứng trước tất cả các con mắt nhìn vào mình, Yêu Nam giơ tay lên bỡ ngỡ xua xua. Đừng nhìn ta như thế, chúng ta hãy cùng chờ kết quả. Quay lại lăng mộ cùng điện. Ở một góc khuất, Mạc Phàm lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tiểu cá trạch từ trong ngực. Càng tới gần tiểu cá trạch càng rung rung, tỏ vẻ rất hào hứng. Lấy nó, tốt nhất là tiêu hóa nó hết luôn. Mạc Phàm đặt tiểu cá trạch cạnh đóa sen thì thầm nói nhỏ. Tiểu cá trạch không chần chừ gì nữa tiến hành hấp thu năng lượng, toàn bộ đóa sen liền lập tức co lại hóa thành ánh sáng hồn phách, dần dần bị hút vào bên trong tiểu cá trạch. Chỉ mấy giây, tiểu cá trạch đã hút lấy toàn bộ đóa sen đá vào bên trong. Đột nhiên tiểu cá trạch phát ra hào quang như muốn soi sáng cả cung điện, ánh sáng chiếu rọi làm cho nơi đây sáng hơn rất nhiều. Mạc Phàm có chút khó mà tin nổi nhìn tiểu cá trạch, chỉ vọn vẹn có mấy giây thôi mà. Mạc Phàm muốn xem chuyện gì đã xảy ra liền tiến vào trạng thái minh tu. Thánh tuyển trước hấp thụ đã biến thành dòng sông lẳng lặng trôi, trên mặt nước nổi lềnh bềnh những tàn hồn. Mà ở giữa kia, đóa sen đá cũng ở dưới đó. Giờ nó không còn là một bông sen đá nữa rồi mà nó có cả thân, cảnh, lá đủ cả, ba chiếc lá sen nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Phía trên đó là một bông hoa sen đang tỏa sáng màu xanh ngọc bích. Chuyện quái gì đang xảy ra? Mạc Phàm trong đầu đầy dấu chấm hỏi, không biết tiểu cá trạch đem đóa sen đá đến Minh Hà này làm cái gì? Một lúc sau, Mạc Phàm đột nhiên phát hiện đóa hoa sen có dấu hiệu khô héo. Đúng là đang khô héo, những chiếc lá, những cánh sen bắt đầu bị ăn mòn, tan biến dần. Quá trình này hơi có chút chậm chậm, Mạc Phàm luôn chăm chú nhìn những cánh hoa đang khô héo kia, lo lắng nó có thể trở lại định hình như cũ. Lúc nãy Mạc Phàm đã dùng thử hỏa diễm thiêu cháy nó, nhưng lập tức nó khôi phục nguyên trạng, thậm chí càng thêm kiều diễm. Quan sát một hồi, tất cả những cánh hoa đều khô héo tan biến trong Minh Hà, không có dấu hiệu khôi phục. Lúc này Mạc Phàm mới nụ nụ cười trên môi. Làm tốt lắm, tiểu cá trạch. Bây giờ nó chết thật rồi. Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng, tất cả năng lượng được cá trạch nhỏ hấp thụ, Minh Hà trở nên rộng lớn hơn, nước sông cuồn cuộn, so với trước đây càng tràn đầy sinh khí. Tiểu cá trạch lên cấp. Mạc Phàm có chút không dám tin nhìn tiểu cá trạch bên trong Minh Hà. Tiểu cá trạch từ khi uống thánh tuyền, nó thậm chí còn không thèm ăn tinh phách cấp nô bộc, không ngờ đóa hoa sen quỷ quái này lại lợi hại đến như vậy. Rất nhiều lần Mạc Phàm muốn làm cho tiểu cá trạch có thể được thăng cấp, trong tay có 2000 tinh phách cấp chiến tướng nó đều không ăn, Mạc Phàm còn có thể lấy cái gì cho ăn nó đây? Ấy ra, lần này ngược lại tốt, gặp được đóa hoa sen cứng đầu này, lại đúng hợp khẩu vị cá trạch nhỏ, liền nuốt lấy không còn tẹo nào. Đồng thời lại được thăng cấp, kỳ thực ngoài sức mong đợi. Nhớ tới lần trước tiểu cá trạch nuốt thánh tuyền, liền tỏa ra một luồng năng lượng khổng lồ, trợ giúp chính mình xung kích cấp tu luyện, để cho mình thành công tiến vào cấp trung pháp sư. Mà trước đó không lâu Yêu Nam đã nói, Mạc Phàm muốn nâng hỏa hệ lên cao giai, thì cần một nguồn sức mạnh khổng lồ làm chất dẫn để bứt phá cao giai. Được rồi, nhân cơ hội này phải vượt qua hàng rào cao cấp của hỏa hệ. Lập tức hắn nắm thật cơ hội lần này, đem tiểu cá trạch cùng năng lượng đóa sen đá dẫn mình vào tinh vân hỏa hệ. Bên trong Minh Hà, từng dải năng lượng màu xanh đang bay xung quanh Mạc Phàm, đồng thời từng dải năng lượng màu đỏ hồng cũng quấn lên bao bọc lấy thân thể Mạc Phàm, như là đang tạo kén vậy. Ngày càng nhiều, dòng năng lượng bao bọc lấy Mạc Phàm. Đến rồi, Mạc Phàm hướng về thế giới hỏa hệ tinh vân. Năng lượng đóa sen vừa đến, 49 viên tinh tử kết tụ lại với nhau, tinh vân không ngừng đánh vào hàng rào phía bên ngoài, sự va chạm đến mức tinh vân như muốn nổ tung. Lớp hàng rào bây giờ đang quấn lấy Mạc Phàm, biến thành một cái kén lớn đầy chắc chắn và kiên cố. Mạc Phàm tiếp tục bạo phát năng lượng khiến cho lớp kén bạo động. Phía ngoài có 49 viên tinh tử ra sức phá kén. Phía trong Mạc Phàm hấp thụ thêm và giả phóng sức mạnh của đài sen, trong ngoài kết hợp. Lúc này đài sen phía dưới đã sắp lụi tàn hết. Mạc Phàm tập trung tinh thần. Rất tốt, sẽ ổn cả thôi, tiểu cá trạch, dựa cả vào ngươi. Vừa dứt lời Mạc Phàm dường như cảm nhận được điều gì đó. Đến rồi, ngay bây giờ. Lúc này nộ khí bạo phát, năng lượng tuôn ra, nguồn năng lượng 49 viên tinh tử bốc cháy mãnh liệt hơn, mà phía trong Mạc Phàm nhờ có tiểu nê thu, mà dễ dàng bạo phát năng lượng của đóa sen đá. Từng vết rách dần nứt ra, năng lượng màu đỏ vàng càng ngày càng sắc nét, năng lượng bộc phá tới mức ngay cả thân thể bên ngoài của Mạc Phàm toàn thân bốc cháy. A! Mạc Phàm gồng mình lên gào thét, lập tức âm thanh vang vọng bên trong cung điện. Liễu Như nhìn thấy Mạc Phàm đột nhiên như vậy khiến nàng hoang mang. Mạc Phàm, nàng vội vàng xông lên, nhưng rất nhanh sẽ bị Trương Tiểu Hầu kéo lại. Đừng đến đó, anh ấy đang lên cấp, Trương Tiểu Hầu vừa giữ tay Liễu Như vừa nói. Làm pháp sư, quá trình lên cấp mỗi người đều suốt đời khó quên. Tuy rằng không biết tại sao Mạc Phàm đột nhiên lại đột phá cao giai trong thời điểm này, nhưng hắn xác thực đang đột phá.
thật sự to gan bằng trời. Hắn mượn sức mạnh của hoa sen kia để đột phá cao giai. Phương Cốc nhìn gân xanh cuồng bạo trên người Mạc Phàm mà cảm thán không thôi. Anh ấy có thể thành công không? Tô Tiểu Lạc cũng tỏ rõ vẻ lo lắng hỏi. Không biết. Mọi người lo lắng nhìn Mạc Phàm, mà Mạc Phàm vẫn đứng ở đó. Trên người hắn đã tràn ra năng lượng của hỏa diễm hừng hực. Muốn lên cấp thì tinh thần phải trở nên mạnh mẽ hơn, tâm niệm càng thêm vững chắc, chính là để linh hồn được thăng hoa. Cũng dễ hiểu tại sao pháp sư lên cấp xưa nay đều là thống khổ, lột xác linh hồn xưa nay không phải chuyện dễ dàng. Anh ấy nhìn như không thể chống đỡ nổi nữa. Liễu Như càng ngày càng lo lắng. Đột phá cấp độ xưa nay không phải một hai lần có thể thành công. Lần đầu cảm thấy nỗi khổ tinh thần thường sẽ đều lập tức từ bỏ. Chỉ có không ngừng tôi luyện ý chí, tôi luyện tâm thần, chuẩn bị làm tốt tất cả mới có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Mạc Phàm làm như vậy có chút qua loa à. Phương Cốc nói rằng, ta tin tưởng Phàm ca có thể làm được, Sát Uyên là nơi như thế này. Lông mày hắn đều không nhíu một cái theo chúng ta nhảy xuống, loại tinh thần này nhất định sẽ giúp hắn có thể chịu đựng. Trương Tiểu Hầu đối với Mạc Phàm đúng là đầy lòng tự tin. Mạc Phàm đã đến thời khắc quan trọng nhất, hàng rào vỡ vụn hơn nửa nhờ tinh vân chu vi tấn công. Trên thực tế trong suy nghĩ Mạc Phàm đã lóe qua mấy lần muốn từ bỏ, cảm giác nếu mình chống đỡ dù chỉ một giây nữa thôi linh hồn sẽ lập tức nát tan. Bỏ cuộc đi, bỏ cuộc ngươi sẽ thấy thoải mái hơn. Lựa chọn đau đớn làm gì, ngươi đang lãng phí thời gian và tinh thần đấy. Nhiều dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu Mạc Phàm. Hắn đau đớn, hắn thống khổ cùng cực. Từ bỏ, sẽ ổn hơn ư? Hắn nghĩ tới hàng trăm nghìn người trong thành. Đại họa vong linh ập xuống, quân đoàn vong linh đang giết từng người dân vô tội. Nghĩ tới những tội ác đáng sợ của Hắc giáo đình. Hàng nghìn người dân thường chấp nhận làm bia sống dẫn dụ vong linh. Hàng triệu người trong thành phố đều đang đợi mình. Mạc Phàm cắn răng chịu đựng tất cả, gồng sức chống chịu. Nếu lên cao giai, mình có thể sử dụng cao cấp phép thuật. Tiến vào cao cấp mình sẽ có tận 6 hệ. 6 cái hệ, cấm chú pháp sư đều mới chỉ có 5 cái hệ, mà chính mình so với cấm chú pháp sư còn nhiều hơn một hệ. Nếu đem hết thảy hệ đều tu luyện lên, sức chiến đấu của mình khủng bố tới trình độ nào? Bộc phá cao giai, dù như thế nào mình cũng phải bộc phá nó. Nhịn một chút, nhịn thêm, tuy rằng đứng trước tai họa một cao cấp pháp sư rất nhỏ bé. Tuy nhiên có thể vào giờ phút này chính mình càng mạnh lên, thì có thể mang đến hy vọng cho một tòa thành. Phá, phá, phá. Chết tiệt, cái hàng rào chết tiệt này. Phá cái hàng rào này cho ta. Kết thúc video. Các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi Đặt Lê View. Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại trên kênh Triệu Gia.